Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm, đó chính là cây phi điệp hồng ngọc. Với mặt bông của nó cực kỳ là sắc sảo và được nhiều cô chú anh chị biết đến sau cuộc thi hoa lan thế giới năm 2015 ạ. Hoa của nó như cả nhà đang nhìn ạ, hoa nét, bông đậm, màu không bị nhòe và với đôi mắt xước rất là xinh. Đã cả nhà có nhìn thấy, hiện tại thì cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng cho mùa hoa và mùa thân tơ mùa tới rồi đấy ạ. Và đây là hàng sưu tầm dành cho cô chú chị yêu mến và cây của nó cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm, mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 đến 3 cm nha, ba thân nhá cả nhà nhá, đây ạ. Hai thân này, ba thân, có cây còn có bốn thân cơ ạ, rất là xinh. Đó, nếu mà cây bốn thân thì nó sẽ thấp hơn một tí. Đã. Em bán giá cực kỳ là mềm ạ, bởi vì sắp đến Tết rồi, em bán giá là 220.000. Em mua hai chậu là 400.000 nhá cả nhà nhá. Cây xinh mà giá lại cực kỳ là đẹp luôn nè. Đó, với cái thân của nó này, thân đỏ đỏ rất là đẹp nhá. Và đã chuẩn bị cho bông mùa tới rồi. Đó, hàng sưu tâm. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 12 chậu cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Với dòng thân của nó thân xanh này và cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng, chuẩn bị cho mùa hoa và những cây thân con mùa tới luôn đấy ạ. Đó, cây đã thắt ngọn rồi đấy ạ, và nên nhìn này. Vì nó là đã thắt ngọn nên là cây của nó dồn chất dinh dưỡng nên là cái phần trên nó to hơn cái phần gốc một chút. Đó. Cây cao khoảng tầm 30 cho đến 35 cm. Và em Thảo chỉ còn có 12 cây nên là em bán giá rất là mềm ạ. Em bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhé. Đó, sắp Tết rồi nên em bán giá rất là thấp để cho cô chú chị cùng có thể sưu tầm. Và cả nhà có nhìn dòng thân xanh này. Đó, riêng chơi thân nó cực kỳ là đã rồi đúng không ạ? Vì nó thắt ngọn nên là nó đang tích trữ chất dinh dưỡng chuẩn bị cho hoa rồi. Đấy, cây xinh lắm. Em Thảo bán với giá chỉ có 220, mua 2 chậu là 400. Phi điệp 5 cánh trắng Thái Bình là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú chị yêu mến và muốn sưu tầm. Dòng hoa có thể đáp ứng được 3 yêu cầu của người chơi, đó chính là vừa chơi thân, vừa chơi lá, lại còn vừa chơi hoa đúng không ạ? Với dòng lá mít, lá xếp cực kỳ là đẹp và thân mập ú nu luôn này. Và đặc biệt là cái dòng hoa này là dòng 5 cánh trắng với đôi mắt của nó là loang loang ra, nhìn mọi người hay trêu nhau là đôi mắt ma đúng không ạ? Và hàng chuẩn bông nhé cả nhà nhé, rất là xinh xắn luôn ạ. Đó, và hiện tại thì cây của nó cao khoảng tầm 15 cm. Em Thảo bán với giá ngày hôm nay ạ, chỉ còn có mấy cây thôi, còn có 8 chậu thôi ạ. Em bán với giá là 270.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 500.000 nhá. Cây này là hàng chuẩn bông dành cho cô chú chị nào muốn sưu tầm 5 cánh trắng Thái Bình. Đã lá xếp lại còn lá mít rất là đẹp nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một giống trầm rất là đặc biệt dành cho cô chú chị nào yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Đó chính là trầm mai huyết tử. Với vẻ đẹp mộc mạc và xinh xắn, mặt bông của nó tím đậm, cánh bầu rất là thơm, nên được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Và hiện tại thì ở trên thị trường em thấy xuất hiện rất nhiều những cái cây trầm, nhưng mà nó là hàng của năm nhất thôi ạ. Còn hàng của năm 2 của gia đình em Thảo chuẩn bị cho bông rồi, và chính vì nó là năm 2 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Nên là cô chú anh chị khi mua về thì chúng ta có thể vừa chơi hoa, và trong mùa tới này nó sẽ cho chúng ta những cái thân con mới rất là xinh xắn đúng không ạ? Với thân mập ú nu đấy ạ, cả nhà nhìn thấy là mê luôn này, đây ạ. Bằng cái ngón tay trỏ của em luôn này, xinh cực là xinh luôn, đây ạ. Đây ạ. Wow, xinh lắm. Đó, và cái thân của nó trơn láng rất là đẹp ạ. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo bán giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường là giá từ 250 cho đến 280. Ngày hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá, 450.000 nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 8 chậu cây ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới bởi màu đen tượng trưng cho sự vĩnh cửu và huyền bí. Và chúng cũng rất nổi bật so với những cái dòng lan khác bởi màu đen tuyền mà ít loài lan nào có được. Và mặt bông của nó cả nhà đang nhìn ở trên màn hình đây ạ. Cánh hoa của nó buông thong rất là đẹp đúng không ạ? Cánh hoa rất là cứng với hương thơm dịu và ngọt, được đánh giá là một mặt bông đẹp và độc đáo. Và đây là dành cho cô chú chị nào xanh chơi và yêu mến mặt bông độc rạng. Hoa của nó nở vào mùa xuân rất là đẹp, và anh chị em nào mà đã từng tiếp xúc với mặt bông của này thì có thể là rất là khó quên đúng không ạ? Và cây của gia đình em Thảo đã thuần tại vườn của Việt Nam mình được gần 2 năm rồi, nên là cái độ thích nghi của môi trường nó sẽ cao hơn. Bởi vì là cái dòng này nhập từ rất nhiều nơi về, ví dụ như là từ Đài Loan này, từ Mỹ hoặc là từ Úc. Và giá cực kỳ là mềm ạ. Nếu mà đã nở hoa đấy ạ thì cô chú anh chị mua không bao giờ dưới 1 triệu một chậu luôn. Và ngày hôm nay thì gia đình em Thảo bán chỉ với giá là
470.000 một chậu. Mua 2 chậu là 900.000 nha cả nhà nhá. Hiện tại thì em chỉ còn có 8 chậu thôi, dành cho 8 cô chú anh chị yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Vì điều là biên phát tài là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và đặc biệt là dịp năm mới này chúng ta mua về để chúng ta thu hút tài lộc và may mắn về gia đình của mình. Với mặt bông màu tím cực kỳ là xinh ạ. Cả nhà có nhìn thấy mặt bông của nó đây, và cây thì gia đình em Thảo vừa mới phun nước vôi trong xong nên là cây của nó còn hơi trắng trắng lơ phớ đúng không ạ? Em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Cây cao khoảng tầm 25 cho đến 30 cm này. Đó. Chủ yếu là 30 cm đấy ạ. Cây rất là đẹp nhá. Và nhân dịp năm mới gia đình em Thảo bán giá cực kỳ là mềm ạ. Em bán với giá là 220.000 một chậu rồi ạ. Đó, bình thường những cái chậu này ít nhất là khoảng tầm 280 đấy ạ. Nhưng mà sắp là Tết âm lịch rồi nên là em Thảo bán hàng tại sưu tầm thôi. Và trong cả lô thì gia đình em Thảo có 4 cái cây, nó có 2 thân này cả nhà có nhìn thấy. Cây cao từ 18 cho đến 20 cm đấy ạ. Đó, cũng nói chung là cây của nó khoảng đấy thôi ạ. Có cây cao hơn một tí xíu. 4 cái cây hàng 2 thân này em Thảo cũng bán giá là 220.000 thôi nhá. Mua 2 cây là 400 nhá. Đó, anh chỉ có 4 cây nên là anh chị em nào nhanh tay thì sẽ còn đấy ạ. Chứ bình thường là hàng này chỉ có một thân thôi. Phi điệp 6 mắt chân mày liễu ngày hôm nay sau 2 tháng chờ đợi thì ngày hôm nay mới lại về. Và cây thì đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông mùa tới rồi đấy ạ. Và cây này là hàng chuẩn 6 mắt nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, chúng ta phải mua về chúng ta sưu tầm nhá. Đó, chỉ là mắt to hay là mắt bé thôi. À, cũng giống như những chị em đó, có chị em mắt rất là xinh, có chị em thì mắt nó cũng vừa vừa thôi đúng không nào. Đó, em sẽ đo cho cả nhà xem nhé. Nếu mà cây một thân thì nó sẽ dài hơn một chút xíu, là khoảng tầm từ 25 cho đến 30 cm. Còn cây hai thân nó cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm thôi. Đây là dòng hai thân đấy ạ. Và đây là hàng sưu tầm dành cho cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng 6 mắt này. Đó, số lượng thì em cũng không có nhiều đâu. Này, đấy một thân này. Đó. Cây này mùa tới này cho bông luôn đấy, xinh lắm. Đây cái dòng lá của nó. Cái lá của nó tuy là lá mỏng, là bé thôi nhưng mà nó lại là lá xếp nhá, đẹp lắm. Đây này, lá xếp đều tăng tắp luôn này. Đó. Hàng sưu tầm em bán một thân là 250, còn hai thân là 280 nhá. Số lượng em không có nhiều đâu. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây trầm 5 cánh trắng rất là đẹp ạ. Và đây là hàng chuẩn bông với đôi mắt nai long lanh rất là xinh được không ạ? Dòng này có thể chơi lá này, chơi thân và chơi hoa cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Là dòng hoa hoàn hảo luôn đấy ạ. Có thể so sánh giữa ngón tay út của em này với cái thân của nó mập đúng không ạ? Rất là xinh. Và cây của nó không quá là cao đâu ạ, khoảng từ 15 cho đến 17 cm thôi. Đó, hàng chuẩn bông bảo hành. Và chào đón năm mới năm 2020 thì gia đình em tri ân quý khách hàng giá 250.000, nay còn có 220.000 mua 2 cây như thế này. 2 chậu như này thì gia đình em Thảo bán 400.000 nhá. Đấy ạ, xinh họa. Đó, đẹp lắm. Rất là đẹp và đáng yêu. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình rất là đẹp ạ. Và đặc trưng của cây phi điệp lá mít hòa bình đó chính là khi mà cây trưởng thành, nó có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt. Và lá của nó thường sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác này. Chúng ta mua về chúng ta so sánh và chúng ta sờ thôi là chúng ta biết là cái lá của nó dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Đây em lấy ra như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn này. Mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 25 cho đến 35 cm. Tri ân quý khách hàng để chào đón năm mới, gia đình em Thảo bán giá 250.000 giảm xuống còn có 220.000. Mua 2 chậu thì gia đình em Thảo bán với giá là 400.000 nhá cả nhà nhá. Xinh cực lực, xinh và dễ thương luôn ạ. Hàng đẹp lắm, cô chú chị nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta chơi thân. Đấy, chơi thân đã được ghi là mến luôn được ạ. Và cái bông của nó đấy ạ, cái bông lá mít hòa bình này, cây lá mít hòa bình này nó sẽ dày dặn và nở được rất là lâu này. Ồ, nhìn cái lá này, là giống như lá nhựa rất là yêu luôn. Đó, số lượng thì em Thảo không có nhiều nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Phi điệp lá mít hòa bình 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000. Và đây là những cái chậu đai châu cam của nhà em này. Đây là bên này là cam lửa. Cam lửa thì mỗi một bảng của nó gồm có 2 cây. Có nụ rồi nhưng mà chắc là nụ của nó sẽ không nở được đoạn. Đây chỉ để hàng làm giống thôi. Đó, cây rất là xinh nhá. Đây là cam lửa, mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và đây là ghép vào bảng gỗ nhé cả nhà nhá. Còn bên này đây chính là cam hồng. Cam hồng thì cây của nó to hơn. To hơn và mỗi một bảng của nó chỉ có một cây thôi ạ. Đó. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo bán với giá ngày hôm nay rất là mềm ạ. Em bán với giá là 180.000 một bảng. Mua 2 bảng là một cam hồng, một cam lửa thì là 350 nhé cả nhà nhá. Đó, cam hồng và cam lửa, hàng sưu tâm rất là xinh nhá. Đai châu cam hồng, cam lửa.
Hàng hot ngày hôm nay mới về đó chính là Đai Châu Blue hoa tím, đặc biệt là đã có ngông hoa và đây là giống mới rất là hot, rất là đáng để chúng ta sưu tầm đúng không ạ? Và Đai Châu Thái thì vốn nó đã rất là đa dạng về màu sắc như là màu đỏ, màu trắng hoặc là màu hồng cánh sen, nay lại có thêm màu xanh tím cực kỳ là hiếm gặp. Và cây lớn đã có chuẩn bị có hoa rồi đấy ạ, mỗi một cây của nó từ 1 đến 2 ngông hoa. Cây này có thể vừa chơi lá vừa chơi rễ luôn này. Anh chị em không thích rễ thì chúng ta có thể dùng lưỡi lam để chúng ta cắt rễ và chúng ta bôi keo liền xẹo vào nhá. Đó, vẫn rất là đẹp nhá, cả nhà các bạn nhìn thấy ạ. Và tri ân đầu năm, gia đình em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu ạ. Bình thường em Thảo bán 250.000 nhá. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Săn lùng bấy lâu nay, ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng có về thêm một lô kiều tím của Thái rất là xinh xắn và dễ thương. Hoa của nó có hương thơm dịu ngọt và hoa nở vào mùa xuân, rất là xinh đúng không ạ? Và các hoa kiều ạ, nó xếp khít trên một vòi hoa và vòi hoa rũ dài xuống, rũ thòng xuống, rất là quyến rũ đúng không ạ? Và dòng hoa này rất là khỏe, dễ chăm sóc và cực kỳ là đẻ nhánh, rất là nhanh, phù hợp với anh chị em mới tập chơi. Và nhân dịp năm mới, gia đình em Thảo bán trên quý khách hàng với giá chỉ có là 180.000 một chậu. Đó, khoảng từ 3 cho đến 4 thân, rất là xinh xắn và dễ thương, mua 2 chậu là 350.000 nhé cả nhà nhé. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây sơn thủy tiên hàng thân lùn của gia đình em. Và hàng kg mỗi một lần khi mà về hàng thân lùn thì được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Bởi vì thân lùn khi mà chúng ta ghép vào những cái dớn đĩa như này thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Đấy, cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây, mỗi một chậu gia đình em ghép vào những cái dớn đĩa nhìn rất là xinh luôn. Và hoa của nó cả nhà nhìn ở trên màn hình ở đây ạ, hoa cực kỳ là đẹp. Đây, cái dòng thân lùn này, phủ bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo còn có 6 chậu duy nhất. Bình thường em Thảo bán với giá là 370.000, ngày hôm nay em chỉ còn có 6 chậu nên là em bán với giá là 330.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 600.000 nhá cả nhà nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đây này, cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, hàng thân lùn. Không phải lúc nào nhà em cũng có những cái chậu thân lùn là để giao lưu với cả nhà đâu ạ. Vì điệp châu như F1 là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để chúng ta săn bệt đúng không ạ? Và cùng một cái lô này đã được rất nhiều cô chú anh chị nở ra những cái mặt bông bệt rất là đẹp và phản hồi lại rất là thích đấy ạ. Và em có để phần ra một chú gồm có là chú ấy bảo là mua 12 chậu và em có để phần ra thì là em vẫn chưa thấy lên lấy nên là em sẽ bán ra lộc cho cô chú anh chị nào yêu mến nhá. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 thân và mỗi thân của nó cao khoảng từ 12 cho đến 20cm nhá cả nhà nhá. Gồm có hai thân, đẹp một chậu rất là đẹp này. Đó, đây. Thân của nó là thân tím luôn này, có thân tím một tí này. Đây. Đó. Bình thường mỗi một chậu em Thảo bán từ 150 cho đến 170 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em bán với giá là em bán theo combo luôn nhá. Để, tại vì là có chú ấy bảo là lấy 3 chậu này về để trồng vào một chậu. Nó cũng rẻ nên là em sẽ bán cực kỳ là mềm với giá ra lộc lá 300.000 được 3 chậu này. Được 6 thân cực kỳ là đẹp nhá. Em chỉ còn có là 4 phần nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhá. Gần 3.000 cây giống về thì gia đình em Thảo đã lựa ra được gần 300 cây, những cái cây phi điệp giống nó nhỏ nhỏ. Và gia đình em Thảo đã đánh dấu hết tất cả những cái dòng hoa nào và em đã xếp vào một khay rồi. Và em sẽ bán với giá rất là mềm nhá cả nhà nhá. Những cái cây cả nhà các bạn nhìn thấy, cây của nó chỉ cao khoảng tầm 2 cho đến 3cm. Cây nó không có vấn đề gì cả, mỗi tội là nó còn hơi bé thôi. Đó, đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là em sẽ bán với giá rất là mềm luôn ạ. Em bán theo combo đi. Em sẽ gọi combo này là combo số 3 bởi vì em đã có combo số 1, số 2 rồi. Combo số 3 thì sẽ gồm có 10 loại. Ví dụ như là Di Linh Xuân thì cây của nó thắt ngọn rồi này. Di Linh Xuân với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Phi điệp Nù 68, đây mặt bông mẹ của nó cả nhà nhìn đi ạ. Đó. Phi điệp Sơn Điền Cánh Mai cực kỳ là đẹp luôn. Phi điệp Lộc Bắc. Lộc Bắc cây tím là phải rồi. Phi điệp Easo, giả hạt Easo đây, một thân cao khoảng 2 đến 3 cm thôi. Phi điệp Thác Bay. Phi điệp Nù Tam Bố, nù này. Phi điệp giả hạt Đắc Lây, người đẹp Tây Nguyên đúng không ạ? Phi điệp Núi Chúa. Phi điệp Ba Bó lúc này em quay rồi đúng không ạ? Đó, gồm có 10 loại này. Em bán với giá là 300.000 một cái combo này. Gồm có 10 loại, tính ra chỉ có 30.000 một cây đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Đấy, nó chỉ là hơi bé, khoảng 2 đến 3 cm thôi.
Và đây là gần có gần 300 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Và đây những cái loại nhà em đã ghi tên hết rồi. Đây ạ. Đó. Đây, những cây của nó chỉ cao khoảng 2 đến 3 cm thôi cả nhà nhá. Em bán là 300 nghìn một combo gồm có 10 loại. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm cây khoảng từ 2 đến 3 cm. Cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thôi. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái dòng hoa này khi trưởng thành chúng ta chăm sóc tốt, nó có thể lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và cây này khi mà lá của nó trưởng thành thì thường nó xòe to hơn so với những cái lá cây phi điệp khác. Hoa của nó cánh dày dặn, hoa rất là bền. Và ngày hôm nay những cái chậu của nó cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và đối với những cái chậu này thì đợt tháng 4 năm vừa rồi em Thảo toàn bán dòng cây này với giá là 101 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em bán với giá chỉ có 45.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Và số lượng thì em Thảo chỉ có 500 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm. Đó, cây phi điệp lá mít, cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo 3 số điện thoại là 0965 495 087 0848 626 228 là 2 số điện thoại của em. Và đây là một số cây nó cũng đã thắt ngọn để chuẩn bị chất dinh dưỡng cho cây hoa tiếp theo rồi đấy ạ. Đó, cho cây những cái cây năm sau. Rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là xinh ạ. 45.000 một cây thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó. Trong quá trình bán hàng, gia đình em Thảo được rất nhiều cô chú chị hỏi về cái dòng hoa kiến lửa này. Và đây là cái dòng chơi thân cực kỳ là yêu luôn ạ, với thân đỏ tía rực rỡ luôn. Và dự sẽ cho chúng ta một cái mặt bông đẹp được không ạ? Và cái lô tháng 3 vừa rồi em Thảo về là hết sạch xanh xanh và mãi bây giờ vẫn được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến. Và ngày hôm nay, lô ngày hôm nay em sẽ bán giá cực kỳ là mềm, nhân dịp cho đón năm mới đúng không ạ? Bởi vì cũng sắp đến Tết âm rồi. Mỗi một chậu cao khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Và đợt vừa rồi em Thảo bán là 75.000 một cây được không ạ? Hôm nay em bán với giá cực kỳ là mềm ạ, 45.000 một cây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm nhé. Và cái cây này khi mà ra nắng đấy ạ, càng ra nắng thì nó càng tía đấy ạ. Đó, nhìn thấy không ạ? Rất là yêu luôn. Đó, 45.000 một cây thôi ạ, và em chỉ có 2 cây. Cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện đến để đặt hàng với gia đình em nhé. Cây rất là xinh và đây là dành cho cô chú chị nào muốn sưu tầm. Bên cạnh hoàng tử áo đỏ, đây chính là đai châu đỏ chấm bi, một cái con lai rất là thành công của đai châu và vanda đúng không ạ? Cả nhà các bạn nhìn thấy này, vẫn có nét đẹp của vanda và nét đẹp của đai châu đúng không ạ? Một cái cây mà nó có cái độ vươn ra và võng xuống thì chỉ có ở đai châu đúng không ạ? Và cái lá của nó xếp đều tam tắp của vanda cực kỳ là xinh. Và đây là một cái con lai rất là hoàn hảo đúng không ạ? Với mặt bông màu đỏ chấm bi cực kỳ là đẹp. Dòng hoa này chúng ta có thể chơi thân, chơi hoa và chơi cả rễ luôn này. Với cái rễ dai rất là xinh này. Đai châu đỏ chấm bi cây cực kỳ là xinh, em bán với giá là 250.000 một cây ạ. Đây. Đó, rất là xinh luôn. Có thể nói cây này mỗi một cây của nó này 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ? Có 7 cặp lá. Đó, từ 6 đến 7 cặp lá rất là đẹp luôn. Đó, anh chị em nào yêu mến và muốn sưu tầm thì chúng ta có thể nên sưu tầm nhé, bởi vì nó rất là đẹp mà giá cực kỳ là mềm luôn này, cây này. Đó, chơi thân chơi lá cực kỳ là mến. 250.000 một cây ạ. Đây là chầm cửu long của gia đình em đấy ạ, một dòng chầm đẹp và nổi tiếng ở bên Đài Loan đúng không ạ? Và nó là tiêu chuẩn, là nét đẹp để đánh giá những cái dòng chầm khác. Và đồng thời nó cũng là cây tem để lai ra những cái dòng chầm có mặt bông cực kỳ là xinh đúng không ạ? Và gia đình em Thảo ngày hôm nay có những cái chậu cây cao khoảng từ 40 cho đến 50 cm. Mỗi một chậu gồm có một thân và cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Gia đình em Thảo phun nước vô trong nên là nhìn nó còn hơi loang loang. Với mặt bông rất là đẹp nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm đấy ạ. Em Thảo bán là 270.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhá. Bình thường mỗi một chậu này em Thảo bán khoảng tầm 300.000 đấy ạ. Nhưng mà nhân dịp năm mới nên là gia đình em Thảo bán giá rất là mềm rồi. Hàng sưu tầm, số lượng thì em cũng không có nhiều đâu ạ. 270.000 một chậu, chầm cửu long, một dòng hoa cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Châu đỏ quân tử, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, bình an. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo vẫn bán giá rất là mềm. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tâm. Và bây giờ thì em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng hình nhé. Cây đầu tiên là cây mờ, em bán là 330.000 gồm có 9 lá và 2 nụ. Rất là xinh tươi đã. Đây là cái đằng sau của nó này. Và cái bảng gỗ này. Đây.
Cô chú anh chị mua về chúng ta chỉ việc treo hoặc là chúng ta buộc vào lũa thôi là rất là ok rồi đấy ạ. Và cái dòng lá xếp lá ngắn rất là đẹp đấy ạ. Và có một điều đặc biệt đó chính là cái lô này có những cái gân nổi lên rất là xinh. Và những cô chú anh chị rất là yêu thích những cái dòng mà có cái gân nổi lên rất là đúng không ạ. Bản lá của nó là 5cm. Và chiều ngang của nó là gần 40cm nhé cả nhà nhé. Cây lá rất là đẹp đấy ạ. Đó. Tiếp theo cây N em bán là 290.000, gồm có 7 lá và 1 nụ. Đây là mặt đằng sau của cây này nhá. Đó, và đây là mặt đằng trước đấy ạ. Với bản lá là gần 5cm này. Đây là chiều ngang của nó là 42cm. Đạ, cây có những cái gân lên rất là xinh. Tiếp theo cây P. Cây P này em thả bán là 320.000, gồm có 8 lá và 2 nụ đấy ạ. Cây này xuất sắc luôn này. Đấy, cầm cái bảng này không khác gì là cái cây lá của nó là cái dòng lá cứng, nó không phải lá mỏng đâu ạ. Đây này. Đó, màu đỏ cực kỳ là đẹp luôn. Bản lá của nó to hơn so với cái cây lá khác là gần 6cm này. Nó cũng có cái đường gân nổi lên rất là đẹp này. Với chiều ngang của nó là 45cm. Đây ạ. Cây Y 10 lá và 1 nụ em thả bán là 300. Đây này. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Và cả nhà biết rồi đúng không ạ? Cây này nó có cái điều đặc biệt ở đây này. Cây này là từ bé rồi, không sao hết nhá. Đó. À, có một cái điều đặc biệt đó chính là cái lô này có những cái đường gân lên rất là xinh. Đó, em thả bán cây Y này là 300.000. Bản lá là hơn 5cm này. Chiều ngang của nó cũng là 40cm nhá. Tiếp theo cây Q. Cây Q của nhà em là gồm có 9 lá và 2 nụ. Em bán là 330.000. Đây cây này này. Đó. Bạn gỗ anh chị em mua về chúng ta chỉ việc là chúng ta buộc vào thôi là ok rồi. Có những cái đường gân rất là xinh này. Và nhà em thì phun nước vô trong nghe nó. Để chào đón năm mới năm 2020, gia đình em Thảo tri ân quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là Ren Red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy, được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia hoặc là chiều các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này. Em đặt xuống như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen lại may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về được không ạ? Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh. Gia đình em chiên quý cái hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn, phát tài, phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000 nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn đã từng khai đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bà bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, đây ạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Dạ, 5 cây nhá. À, combo số 1 gồm có là phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà gọi nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? À, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5cm nhé cả nhà nhé. Tiếp theo cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, 5 cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5cm. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy.
Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo, combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có hai thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhòe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hồng. Đó. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75.000, nhưng khi cả nhà mua combo thì với giá là 60.000 thôi nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Đây là phi điệp nù này. Đây có bên này cũng là nù nhá. Đây này, nù này. Đó. Nù này. Có 5 loại nù thì em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng loại nù nhá, rất là đẹp luôn, thân nù mọc ú nù luôn. Đây là tín đồ dành cho anh chị em nào yêu mến những cái dòng nù này. Đẹp quá, xinh lắm. Thật sự luôn. Nù bự chà bá luôn. Và em sẽ làm combo cho cô chú anh chị nào dễ để chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đấy, những cây rất là đẹp nhá. Những cây như này thì cái đợt mà tháng 3, tháng 4 đấy ạ, những cây này không bao giờ giá dưới 100 luôn ạ. Toàn 101, 102, rất là xinh luôn. Đấy, cây của nó cực kỳ là đẹp. Đấy ạ. Đó. Và em hôm nay sẽ bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Combo 5 loại nù em bán là 320, 320.000. 320.000. Đầu tiên đó chính là nù tam bố với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy đấy ạ. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Tiếp theo là di linh thân nù đốt ngắn này. Đây. Cây này này. Đây là các bạn nhìn thấy cây này sẽ rõ này. Do là nhà em phun nước vô trong nên nó còn là trắng trắng ở kẽ lá này. Đó. Nù 168 xinh lắm. Đây, cũng 2 3 thân. Chủ yếu là 2 thân là nhiều. Nù hòa bình, thì nó sẽ xanh hơn so với những cái nù khác. Đó. Và đây là nù tali cũng là 2 đến 3 thân. Combo này em chỉ bán là 320.000 thôi, rất là đẹp luôn. Những cái bình thường những cái chậu đẹp như này là không bao giờ dưới 100 luôn, anh chị em có thể tham khảo này. Đó, xinh lắm. Nó không to bằng ngón tay của em nhưng mà nó cũng gọi là bự chà bá rồi. Đây là so với những cái cây con bên này này, đấy, đó, nhìn thấy không ạ? Đó. Đây là cây gì đấy? Đây là cây mặt trăng tròn này. Đó. So với những cái mặt trăng tròn này. So với những cái cây phi điệp khác đây. Đó. Đây. Thân nù rất đẹp đúng không ạ? Combo số 5, em gọi là combo số 5 nhá, 320.000. Đấy, combo số 5 320.000, anh chị em nào yêu mến combo nào thì chúng ta có thể gọi điện để đặt hàng. Hôm nay gia đình em Thảo có 7 phần thanh lý. Thì gồm có là 3 phần nù tali và nù hòa bình. Và 4 phần là cây phi điệp sổ số. Tức là em gọi là phi điệp sổ số bởi vì là có rất là nhiều loại lẫn lộn lại với nhau. Như là 5 cây trắng phú thọ, hiển oanh, hòn hèo, châu như, mắt đỏ hòa bình, hồng yên thủy, hồng mỹ nhân đúng không ạ? Và những cái dòng này thì là cái dòng hàng đã hoàn của gia đình em. Và gia đình em đã lại chăm và các em ấy lại nở trở lại rồi. Là tươi trở lại rồi. Và đây là những cái cây nù này cả nhà các bạn nhìn thấy, vì thân của nó nù nên cả nhà các bạn nhìn thấy cái rễ của nó vẫn là bám nhá. Đấy. Nên là cô chú anh chị nó tập trung phát triển thân đấy ạ, nên là cái rễ của nó vẫn bám chứ nó không phải là gãy gốc hay như thế nào đâu nhá cả nhà nhá. Đó. Em có một lô là 7 cây em bán là 300.000 nhá cả nhà nhá. Tính ra chỉ có là 40.000, 41.000 trên một cây đúng không ạ? Đấy. Đây là hàng hoàn và gia đình em Thảo đã chăm bám và nó đã tươi trở lại rồi. Hàng nếu mà cô chú chị lấy về chúng ta làm giống thì vẫn được nhá. Phi điệp là mít hòa bình, hàng đang chuyển mùa nên là cây nó đã rụng lá, chuẩn bị chất dinh dưỡng cho những cây tơ, những cái cây mùa xuân đến đúng không ạ? Đây,
Đây là hàng để làm giống thôi. Em bán thanh lý với giá là 20.000 một cây, tức là 100.000 được 200.000 được 10 cây đấy ạ. Đó, rất là xinh luôn. Đây. Và những cái chậu này thì là trong quá trình chuyển mùa nên nó bị rụng lá, chuyển về chất dinh dưỡng thôi chứ không có vấn đề gì cả. Nếu mà chúng ta mua về để làm giống, gây giống thì vẫn được nhá. Em bán 20.000 một cây, số lượng em có là 60 cây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tập. Và đây là một số vật tư phân thuốc của gia đình em Thảo. Cô chú anh chị cần những loại nào thì em Thảo sẽ gửi kèm cùng hoa lan. Và bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu anh cả nhà về từng loại, về từng công dụng và giá thành của sản phẩm luôn nhá. Và mùa này thì cây của chúng ta rất là dễ bị trột đúng không ạ? Bởi vì là cái độ ẩm trong không khí khi bước vào mùa thu và mùa đông thì nó giảm cực kỳ là mạnh ạ. Nếu như mùa hè độ ẩm trong không khí khoảng từ 70-80% thì sang mùa thu thì nó chỉ còn 40-50% thôi, nên là chúng ta sẽ cảm nhận được, đó chính là đầu tiên là chúng ta bị nẻ chân, nẻ môi đúng không ạ? Bây giờ em Thảo đã bị nẻ rồi bởi vì ở trên Lạng Sơn lá đã lạnh rồi đấy. Chính vì như vậy là cây của chúng ta rất là dễ bị mất nước, dẫn đến tình trạng là suy cây, héo lá và vàng lá đúng không ạ? Chính vì vậy là cái mùa này khi mà chúng ta tưới nước ấy thì cô chú anh chị tưới ngày 1 đến 2 lần và chúng ta có thể tưới đẫm hết cả giá thể luôn nhé cả nhà nhé. Đấy. Và 3 tháng cuối năm này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng trong cái vấn đề là tích trữ dinh dưỡng đúng không ạ? Để cây chuẩn bị cho hoa. Và đặc biệt là đối với dòng thân thòng thì bây giờ chúng ta đã đang thắt ngọn rồi đúng không ạ? Nên là cái 3 tháng này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng và 3 tháng giàu dinh dưỡng nhất. Và cây sẽ phát triển mạnh nhất và dồn dinh dưỡng, tích trữ dinh dưỡng để cây cho hoa đúng không ạ? Và cho kỳ và sang năm đúng không nào? Và khi mà độ ẩm không khí không còn nhiều như vậy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải giữ ẩm cho cây của chúng ta một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa, cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ, cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhá. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhá cả nhà nhá, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp
cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đấy này, đấy chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 30-10 đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30-30, 30-10-10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng ta sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng, thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh. Kiki duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi.
Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé. Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này. 100m tờ đây. Em bán là 50.000. Dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhỉ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đầu trâu 701 nữa này. Kích thích ra hoa nữa. Đấy. Em bán một bộ lá. Em bán là 75.000 một bộ nhá cả nhà nhá. Gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy. Nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Để chuẩn bị cho cây hoa của chúng ta nở một cách tối ưu nhất, có những khi chúng ta phát hiện ra là cái cây hoa của chúng ta có những cái nụ, những cái chồi nó rất là nhiều nhưng mà nó đều không nở được, nó sẽ trở đến vàng đi. Thì đó chính là tình trạng những con ruồi vàng nó châm chích vào, thì dẫn đến là cây hoa của chúng ta không thể nở được một cách tối ưu. Hay nói cách khác là nó không thể sai bông nhiều, đúng không ạ? Nếu cô chú anh chị gặp phải những cái tình trạng đấy thì chúng ta có thể để ý là trong vườn của chúng ta xem có những con ruồi vàng không. Khi nó đậu nó châm chích vào những cái vòi, những cái nụ hoa thì nó hoa của chúng ta sẽ không thể sai hoa nhiều được. Và mùa hoa Tết cũng như là mùa xuân, rất là nhiều những cái dòng hoa của chúng ta nó nở, đúng không ạ? Thì cô chú anh chị mua cái thuốc dẫn dụ ruồi vàng này về, chúng ta sẽ bẫy. Đấy, trong vườn chỉ có một vài con thôi thì nó bay từ cây này sang bay từ cây kia sang ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và mỗi một lọ này gia đình em Thảo bán với giá là 50.000, gồm có 2 lọ ở bên trong này. Và nếu mà vườn rộng trên 100m thì chúng ta nên mua khoảng tầm 2 bẫy thế này. Đó, còn nếu mà những cái vườn bé bé thôi thì chúng ta mua một lọ. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.